Hello, chào Văn. Chú ông chăm chỉ đã vào đầu tiên. Sang tuần thầy mở lớp nâng cao băng, vừa học lớp này với chuyển sang lớp nâng cao học băng nhé. Vâng ạ. Hôm nay sẽ từ mấy giờ? Hôm nay chủ nhật, thế chắc để mai thứ hai. Có thể mai thứ hai cho lớp nâng cao học luôn. Chờ một chút, đợi các bạn vào xong thì cho mình bắt đầu. Chờ một chút. Mình có bạn Nguyễn Thiên mà. Ê, server thầy đã bật rồi. Hôm nay thằng Watt con nhà thầy nó tắt mất. Thì bật sẵn rồi. Rồi, có Tuấn Anh đã vào rồi. Có Nguyên Văn Thiên rồi. À, cái con test cho lớp mình từ từ băng, chắc là để sang đầu tuần mới thì con test mình sẽ làm ban ngày để cho mọi người, các bạn ở trong lớp có cái thời gian bố trí để làm cho phù hợp. À, bây giờ server đã bật rồi, bây giờ ta sẽ kiểm tra xem mọi người đã cài lên top chưa. Hiện tại là chưa có bạn nào, à có băng đang làm bài 1DM. Cái bài 1DM của băng, bài đấy là do kích thước test nó lớn nhé, còn em làm như thế là được rồi. Vì kích thước test lớn nên khi mà mình áp dụng phương pháp sinh ấy, thì nó chạy không được, nên không phải lo nhé. Bài đấy thì ở cái cấp độ thi cấp tỉnh thì test nó n nhỏ bằng 20 thôi, nhưng mà do cái đề này nó là đề, cái câu đó nó nằm trong cái đề thi của lập đội tuyển cấp quốc gia của lớp 12 nên test nó to. Còn để làm bài đấy với test to thì ở trong cái chương trình nâng cao thì em sẽ được học. Chẳng mấy khi băng được lên top. Rồi, Thiên Nguyên với Tuấn Anh với băng, có bài nào đang còn nợ nần thì các bạn có thể nộp lên server được rồi nhé, server đã chạy rồi. À, chào Trung nha, Trung đã xuất hiện. À, tức là server cứ nộp lên là nó chấm là nó hiện thôi nhé Nguyên nhé. À, băng không có gì để nộp buồn nhỉ. Đấy, nỗi khổ của người làm xong nhiệm vụ học tập là như thế đấy. Rồi chờ 1-2 phút về mới có 5 bạn vào đang còn thiếu. Hôm nay thầy trò mình sẽ làm bài số 5, bài thừa số nguyên tố. Đây là một trong những bài cực kỳ quan trọng. Thậm chí đến khi đi thi đội tuyển cấp quốc gia, cái bài này nó cũng được vận dụng để giải quyết các bài toán ở cấp độ cao hơn. Nguyên à, chỉ nộp các bài mới mà mình chưa làm đấy nhé. Tức là từ hôm trước mình, thầy trò mình đang làm ở bài số 4 mấy nhỉ? 4950 gì đấy thì nộp tiếp từ đấy thôi nhé, còn các bài cũ bỏ qua đi. Trung đang sợ rơi xuống tốt.
Ơ sao chưa thấy đứa nào vào thêm những thế nhỉ? Băng từ từ. Rồi, bây giờ trong lúc các bạn đang vào thì thầy cho mình bắt đầu luôn nhé. Ở cái bài thừa số nguyên tố này ấy, cho số nguyên dương n, hãy phân tích n thành tích các thừa số nguyên tố. Thì ở đây ta nhận thấy rằng với một số nguyên dương n thì khi phân tích một số thành tích các thừa số nguyên tố thì người ta luôn đặt ra câu hỏi đó là n nhỏ hơn bằng bao nhiêu, và cái thuật toán tốt nhất của mình có thể chạy lên tới được n là bao nhiêu. Đấy, thì ở với cái đề này thì rồi Trung cho là 10 mũ 9. Cảm ơn Trung, đó là một đề xuất tốt. Theo Băng thì sao? Rồi, có Lâm này, có Thiên này, Nguyên, Tuấn Anh, Trung, Băng. Rồi. Theo các bạn thì với cái giải thuật này, rồi Băng 10 mũ 12, rất chính xác Băng nhá. Trên thực tế thì với một cái máy tính cấu hình tốt hơn máy tính của thầy Thành thì nó có thể chạy lên tới được 10 mũ 16. Và tuy nhiên với cái máy đểm à vẫn 10 mũ 16. Tuy nhiên với cái máy Core i3 thế hệ thứ tư của thầy Thành thì nó chỉ chạy lên được 10 mũ 12 thôi. Như vậy thì đây là một cái giới hạn an toàn để mình đi thi cấp tỉnh có giải cao. Rồi vậy thì phân tích n thành tích các thừa số nguyên tố. Vậy thì thừa số nguyên tố là gì? Thừa số nguyên tố đó là tích của các cái số bằng là 1. Đấy, 30 nó sẽ bằng là 30 chia 2 còn 15. 15 chia cho 3 còn 5. Đấy. 5 chia cho 5 là bằng 1. Đấy. Và tới đây ta thu được đây là một thừa số nguyên tố. Vậy thừa số nguyên tố theo định nghĩa của nó. À, Tuấn Anh đang hỏi không thấy file gì nhỉ? File D8 của mình nhá. File D8 thầy gửi ở trong nhóm Zalo mà. Đó là file D8. Thế gửi lại trong nhóm Zalo tuần này nhé. Rồi, ta sang tiếp bài số 5. Vậy thì khi người ta cho số nguyên dương n, người ta hỏi là hãy phân tích n thành tích các thừa số nguyên tố. Vậy thì có bạn hỏi thưa thầy thừa số nguyên tố là gì? Vậy thì ta có cái khái niệm là thừa số nguyên tố. Xong ta sau đó ta vào wiki. Đâu nhé. Đây wiki bên. Bảng thừa số nguyên tố. Vậy thì cứ với mỗi số nguyên dương thì khi phân tích một số thành tích các thừa số nguyên tố thì nó là tích thu được bởi các số nguyên tố nhân với nhau. Đấy. Ủa, bản thừa số nguyên tố sao hơn? Nhiều thế nhỉ? Vâng. À, vậy thì với một số 30 thì ta sẽ nhận thấy rằng cái số nguyên tố bé nhất nó có thể chia hết được đó là số 2. Vậy thì chừng nào nó đã còn chia hết cho 2?
Vậy thế về thuật toán thì mình nhận thấy đó là chừng nào mà n cộng cho y bắt đầu ta khởi đạo y bằng hai, đó là cái thừa số nguyên tố đầu tiên mà nó có thể chia hết. Vậy thì chừng nào n đã còn chia hết cho y thì thực hiện công việc. Nếu n chia chừng nào n chia cho y, không phải nếu nữa, ta làm luôn. Ừ, chỗ này code trong sử dụng cộng thì mình nên code như này thì nó sẽ hay hơn. Duyệt y chạy từ 2 cho tới chạy y chạy từ 2 những căn n. Không được. Nếu mà như thế này thì nó hơi hơi nguy hiểm. Tóm lại ta vẫn làm được như khi nãy. Ta khởi tạo y bằng 2. Để xem bạn nào vừa vào nhỉ. À, anh Minh đã vào. Rồi, đây thì ta có chừng nào n còn chia hết cho y nói chung thì làm. Đấy. Thì ở đây thì ta nhận thấy rằng là khi mà nó chia hết cho y thì rõ ràng y là một thừa số nguyên tố. Vậy thì y là một thừa số nguyên tố thì ta sẽ thực hiện đưa y ra. Đấy. Sau khi đưa y ra thì rõ ràng giá trị n của thầy là còn lại là sẽ bằng là n chia cho, đây ta sử dụng chữ n thường đi, bằng n chia cho y. Ví dụ như là y bằng 2, n bằng 30 thì ở vòng lặp sau n của mình sẽ bằng 15, bởi vì 30 sẽ bằng 2 nhân 15, sau đó mình lại lấy 15 chia cho số kế tiếp. Tới số 15 thì nó kiểm tra xem 15 có chia hết cho 2 không. 15 không chia hết cho 2 thì điều đó chứng tỏ ta phải tăng y lên bằng 3. Đúng không? Vậy thì để tăng y lên bằng 3 thì rõ ràng ở bên ngoài thì mình lại phải thực hiện một cái công việc khác. Đó là chừng nào mà thằng y của mình nhỏ hơn căn n. Thì thực hiện các cái công việc sau. Đấy. Vì cái vòng lặp ở đường trước nó đã lặp rồi. Thì ở vòng trong. Ừ, tất nhiên cái này ta dùng từ chừng nào là while mà. Nguyên. Vậy. Đấy. Nếu n mà chia hết cho y thì điều đó chứng tỏ y là một thừa số nguyên tố, ta đưa y ra và n ở vòng lặp kế tiếp là bằng n chia y. Nếu mà n không chia cho y thì ta phải thử y kế tiếp. Ví dụ như là n bằng 30, 30 chia cho 12. Vậy à, chia cho 2 phần còn lại là 15. 15 không chia cho 2, vậy thì ta phải tăng y lên giá trị kế tiếp. Vậy thì ngược lại. Ta phải tăng y lên giá trị kế tiếp. Đấy. Sau khi thực hiện cái đoạn chương trình trên, cái ta thu được đó là các cái giá trị y nằm trong phạm vi là ước của n, gọi là ước nguyên tố của n và các thừa số nguyên tố. Tuy nhiên thì ta nhận thấy rằng với số 26 thì y nó sẽ chạy trong phạm vi từ 2 cho tới căn của 26 là từ 2 đến 5. Và nó nhận thấy rằng số 26 chia cho 2 phần còn lại là 13. 13 không chia hết cho 2, à không chia hết cho 2, không chia hết cho 3, không chia hết cho 4, không chia hết cho 5. Và y tăng lên bằng 6. Và khi y tăng lên bằng 6, nó vượt qua căn bậc 2 của 26. Thì khi đó ta nhận thấy rằng nếu sau vòng lặp while trên, nếu cái thằng n của mình mà vẫn lớn hơn 1, thì chứng tỏ nó là một thừa số nguyên tố. Ví dụ như số 26 thì nó sẽ bằng là 2 nhân với 13 và đây là một thừa số nguyên tố rất lớn. Vậy thì ta sẽ thực hiện cái công việc là đưa cái thằng n ra, bởi vì nó là một số nguyên tố.
Rồi bây giờ các bạn đây, trên đây là bài ý tưởng của bài số 50 và các bạn sẽ thực hiện cài đặt chương trình của bài này. À, ừ Nguyên. À, mình vẫn sử dụng for chung nhé. For vẫn được, không vấn đề gì. Anh Minh vào trên bảng ranh thấy nó khác. Rồi mọi người cùng cài đặt luôn nhé. Nộp bài này. Ở trong bảng danh của mình có một số nhân vật lạ xuất hiện, đó là cái đội bên lớp ấy, bên lớp nâng cao. Sau này các bạn học hết cái chương trình cơ bản thì sẽ chuyển các em sang chương trình nâng cao, các anh chị học hay lắm. Và khi đó bài làm của các anh chị nộp nó không phải là 6 điểm như mình mà chỉ có không phải mấy điểm thôi. Rồi, bây giờ các bạn hãy nộp bài số 50 nhé. Tranh thủ lúc các bạn nộp bài số 50 thì thầy sẽ giao bài thêm cho một số các bạn đã hoàn thành nhiệm vụ. Các bạn làm và nộp bài lên server luôn nhé. Các em chuẩn bị chia sẻ bài làm của mình nhé. Băng lấy cái bài tập về gửi trong nhóm, gửi qua tin nhắn nhé. Các có trên server rồi. Rồi bây giờ theo thứ tự từ bé đến lớn, thì bây giờ xin mời các bạn lần lượt chia sẻ bài làm của mình. Bây giờ theo thứ tự từ bé đến lớn thì mình sẽ nên gọi ở chỗ nào nhỉ? Nào có ai xung phong chia sẻ bài làm của mình không? Ông anh Minh kia ông bảo chả hiểu cái gì à, là tức là cái chỗ nào chừng nào mình thay bởi câu lệnh why nhé, mình đang làm bài tập về câu lệnh why mà anh Minh nhé. Rồi bây giờ hôm nay theo thứ tự từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên thì thầy sẽ đề xuất là Thiên à, chia sẻ bài làm của mình đang làm.
Rồi, cốt rất đẹp. Thiên cho thêm dấu bằng ở chỗ y nhỏ hơn bằng SQ giờ thêm của n nhé. Thêm dấu bằng. Bởi vì y nó có thể chạy tới căn bậc 2 của n. Nếu n chia hết cho y thì em ghi là hai dấu bằng. N chia y bằng bằng không. Bởi vì ta có toán. Rồi sau khi CLI thì mình thực hiện là n sẽ giảm đi là n chia y. Nó nằm trong cái đóng ngoặc. Em không, nằm trong đóng ngoặc tức là em CLI. Sau đó em phân test đề bài nó có headline không nhỉ? Đã, test đề bài mỗi số nó xuống dòng em thêm tham số headline lại. Hai dấu bé hơn. Rồi số dòng ở đây tơ tục luôn. Sau đó em gắn n của mình bằng n chi. Bởi vì sau khi số 30 nó chia hết cho 2 thì phần còn lại của nó chỉ là bằng 15 và mình mang số 15 này chia và mang đi để phân tích kế tiếp. Bên ngoài vòng ngoặc ngoài 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 cái ngoặc xuống dưới không cái, cái đó đúng rồi đấy không cái, cái em vừa làm là đúng rồi bởi vì sau bây giờ mình xuống dưới đấy, về ngược lại thì tăng y lên một đơn vị. Đúng rồi. Đấy, như thế là xong rồi. Em chạy thử chương trình tạo file input. Tạo file input ạ. À, chừng nào y nhỏ thôi bằng n em khai báo thêm bên y bằng 2 chứ không phải n bằng 2. Sửa lại chữ n bằng 2 thay bằng chữ y bằng 2. Thế, ý tưởng của mình đó là khởi tạo y bằng cái số nguyên tố bé nhất. Sau đó chừng nào n đang còn chia hết cho số này thì tiếp tục chia, nếu nó bằng nó không chia hết thì nó tăng y lên. À, em quét trở lại code đi. À, sau chữ y cộng cộng ấy thì y cộng cộng ở trên tơ xuống dòng nếu mà sau cái công việc trên mà n của mình mà vẫn lớn hơn 1 thì điều đó chứng tỏ n nó là một thừa số nguyên tố rất lớn và mình đưa nó ra em ghi nếu n mà lớn hơn 1 rồi ok chung trở thành một tí nếu n lớn hơn 1 thì chứng tỏ n là một thừa số nguyên tố lớn nhất rất lớn và vậy thì mình đưa thằng n ra bởi vì ở chỗ này y của mình chạy tới căn n thôi mà. Được rồi ok chạy thử xem sao. Rồi, cảm ơn Thiên nhé. Cô này em rất đẹp đấy. Cười rẻ rồi. Cố gắng lên nhé. Rồi, vừa rồi bài làm của Thiên. Thiên đồ lên trên server nhé. Vừa rồi Trung có hỏi là cô em tự làm.
Có được không? Vậy thì ta sẽ xem luôn code của chúng. Cái điều quan trọng nhất khi mình code đó là mình nghĩ ra được ý tưởng và mình cài đặt thành công cái ý tưởng mình đã nghĩ và chạy ra được test của đề bài. Và một số test khác nữa. Nói chung là comment nhiều và cốt quá. Ý tưởng của Trung được đấy, hoàn toàn chính xác. Ý tưởng của Trung đó là xuống lên dương nở, tăng nở lên, nếu nở chế cho mình kiểm tra xem y có phải là số nguyên tố không. À, nếu y là số nguyên tố thì ta đưa y ra, còn nếu không kiểm tra cái thừa số nguyên tố kế tiếp. Rồi, ý tưởng của chúng rất tốt. Thế thì Băng chia sẻ qua giao diện thầy xem nào. Mà cái ông Trung để cái ảnh trông ngáo quá. Em mở một project mới nè. À, mở một cái project nào em đang làm. À, em vào view. Thế view. Rồi em chọn manager. Cái dòng thứ ba rồi. Đấy, như thế là giống rồi nhé. Sao đây anh Minh, tổn thương em. Rồi. Rồi Thiên đã lên top đầu rồi à? Ngầu loi nhà. Rồi xin mời các bạn khác chia sẻ bài làm. Với xin mời Lâm nào. Xin mời Hải Lâm chia sẻ bài làm. Ừ đúng rồi, bà đã xong cái file này chưa? À đấy, nói thế không biết ông Hoàng ra bản cũng đã vào chưa nhỉ? Hôm nay ông Hoàng ra bản cũng lại bùng. À, Lâm được rồi, Lâm có chơi hỏi cô được. Ở chỗ này thầy góp ý thêm cho Lâm, thay vì việc y chạy từ 2 cho tới căn n thì em lấy là y nhân y nhỏ thu n. Đấy, sửa chỗ đấy thành là y nhân y, tức là mình bình phương hai vế nhỏ n. Cái nộp bài lên thêm dấu bằng nữa nhé, nhỏ hơn bằng n. Để tránh tình trạng nó là số chính phương đi. Và khi nộp bài nhớ bật chế độ sọc sọc phiêu bằng nhé. Code của Lâm rất tốt đấy. Code này đẹp hơn cả code của thầy rồi. Rồi. Trần Gia bảo cái này sau khi reset xong bảng rank thì bảng rank nó sẽ khác luôn. Và hy vọng là chị Băng cố gắng theo bởi kịp các em nói nhé.
Đấy. Sau khi reset lại xong thì mọi người mới thấy là cái bảng danh nó công bằng lắm. Bạn nào chăm chỉ nộp bài thì bạn ấy sẽ lên trên. Thiên lần lần đầu lên top 1, bao ngầu, Lâm cũng vậy. Hy vọng là các bạn nộp bài lên và sẽ có điểm. Cảm ơn Băng. Băng chẳng mấy khi lên được top 11, tức là mình có dưới vạn người trên không người ấy Băng. Dưới vạn người trên không người. Thôi bây giờ thầy cũng thêm thêm cô của mọi người vào nhé. À, chỗ code của Băng đây, Băng sửa lại ở chỗ này cho thầy nhé. Ở chỗ này em cho y nhỏ bằng 2, tuyệt đối không để cho trường hợp là n lớn hơn 1 nhé. Bởi lẽ làm như thế này thì y của em, ví dụ như bây giờ thầy lấy một số nguyên tố khoảng tầm 10 mũ 9, sau đó thầy nhân với số nguyên dương 2, y của em chạy từ 2 cho tới căn bậc 2 của số đó, và nhận thấy rằng là trong phạm vi từ 2 cho tới căn bậc 2 của số đó, ví dụ như số vừa rồi thầy nhân với 2, thì khi đó 2 nó sẽ nhân với một cái số nguyên tố rất lớn, và n của em, à quá trình mình chạy của mình, y của mình sẽ chạy cho tới giá trị n còn lại. Như vậy thì độ phức tạp của nó hơi cao. Do đó với tất cả các bạn, chỗ này ta sẽ sửa là y y bình nhỏ hơn hoặc bằng n. Đấy. Sau khi thực hiện xong, nếu phần còn lại của nó là một số nguyên dương thì là một số nguyên dương lớn hơn 1 thì ta sẽ thực hiện đưa nó ra. Băng nhé. Nên đây em băng cốt lại bài này nộp lại em nhé. Để xem ông Trần Gia Bảo nào. Em nhập vai. Sao toàn cao thủ chạy n lớn một thế nhỉ? Phải tìm một cái cốt khác. Cuối cùng cũng tìm được một người theo mình. Chung hỏi bài 51. Rồi, ta sang bài 51 nhé. Bài 51 là một trong những bài cực hay. Ở bài 51 người ta cho số một số nguyên dương n. Người ta hỏi rằng cái số nguyên dương mà lớn nhất. À quên, cái số nguyên dương bé nhất mà lớn hơn n.
Ví dụ như n thể cho bằng 15 thì số nguyên tố bé nhất lớn hơn n là số mấy? Xin mời các bạn comment. N bằng 15 thì số nguyên tố bé nhất lớn hơn n là số mấy? Rồi, thầy đã nhận luôn được câu trả lời. Là số 17. Bằng comment luôn thằng kia. Ừ. Ta đang nói lớn hơn mà. Vậy thì nó là số 17. Ừ, thế các bạn khác không thể có kết quả này. Vậy thì ta sẽ nhận thấy như thế này. Ta lần vậy thì nhiều đây. Ta lần lượt thử các cái giá trị của n. Bắt đầu từ n cộng 1. Vậy thì cái câu này có nghĩa là chừng nào? Mà nguyên tố của n bằng phô. Khi thực hiện tăng thằng n lên như vậy thì ở bài này ta cần tổ chức hàm nguyên tố để kiểm tra xem một số có phải là số nguyên tố không. Kế tiếp ta đưa giá trị của n ra. Rồi, trên đây là ý tưởng của bài số 51. Các bạn cài đặt và nộp luôn nhé. Ta xem trên bảng danh thế này. Và bài 51 xuất sắc. Trung đã lên top 1. Ở bài 50 đã nhận được bài của Trung, Thiên, Lâm, Gia Bảo và Nguyên. Còn trước đó thì Băng đã nộp rồi. Thôi không nộp lại nhé. Rồi, xin mời các bạn nộp bài 51. Làm và nộp bài 51 nhé. Tí nữa 9:30 thầy cho mình lại typing master nhá, đua một phát xem sao. Còn 16 phút nữa, trong lúc ta vẫn đang làm cái hệ thống bài này thì tí nữa đúng 9:30 thầy cho mình đua typing. Hôm nay thầy phải lên top đầu, không thể để ông Trung ông gấp đôi điểm của thầy được. Băng hy vọng hôm nay đã hết mổ cò.
Hay giả. Giờ các em cài đặt bài 51 luôn nhé. Rồi, vừa rồi Thiên đã chia sẻ màn hình, bây giờ thầy gọi tiếp thêm một bạn nữa. À, vừa rồi Nguyên có hỏi cái hàm nguyên tố viết như thế nào đúng không? Hàm nguyên tố ở buổi trước thầy trò mình đã làm rồi. Bây giờ thầy cài đặt lại để cho các bạn cùng xem nhé. Các bạn chờ chút mình mấy thầy nữa. Ơi là các bạn tiếp tục làm phần đầu bài nhé. Khi cô các em nên zoom giữ phím Ctrl và lăn chuột tiến để zoom cho code nó to, đỡ phải hỏng mắt. Thầy sử dụng máy tính từ năm 1998 tới giờ là cũng khá lâu lâu rồi, và mắt không bị hỏng là lý do là mình phải luôn giữ cho đôi mắt của mình thật tốt. Con lát của thầy mà mang đi cọ là to luôn. Đầu tiên ta sẽ thực hiện khởi tạo cái biến. Y nhỏ bằng 2. Để quên chỗ này ta tổ chức hàm nguyên tố trước đi. Chỗ này hàm nguyên tố thì mình sử dụng môn nguyên tố đi. Chỗ này ta sẽ for thì nó sẽ hay hơn. À, cảm ơn có ai đó đã nhắc thầy. Thiên thật tinh mắt. Hàm kiểm tra số nguyên tố thì các em lưu ý như sau. Nếu để tắt indicator, giá trị U của thầy mà nhỏ hơn hoặc bằng 1 thì ta sẽ return false. Kế tiếp ta cho y chạy từ 2 cho tới y nhân y. Nhỏ hơn hoặc bằng căn U. Nếu thằng U chia hết cho thằng Y với mỗi số nguyên dương
khi nó lớn hơn hoặc bằng 2 thì nó luôn có ước là 1 và chính nó. Có một cái bổ đề ở trong toán học, người ta bảo rằng nếu y là ước của số nguyên dương n thì cái y bé nhất sẽ nằm trong phạm vi từ 2 cho tới căn n. Do đó để kiểm tra một số có phải là số nguyên tố hay không, ta kiểm tra xem có tồn tại cái bước y bé nhất này hay không. Nếu tồn tại một thằng y bé nhất thì điều đó chứng tỏ rằng u sẽ chia hết cho y, và khi đó ta kết luận luôn là thằng y nó có ba ước, ít nhất là ba ước, và đây ta sẽ duy trì form. Đấy. Sau vòng lập for này, y của mình đã thử tất cả các giá trị và ta nhận thấy rằng nó không bị duy trì form lần nào, thì điều đó chứng tỏ rằng số u là số nguyên tố. Vậy ta sẽ duy trì chung. Đấy, đây là hàm nguyên tố. Ở bài 51 này thì người ta hỏi là cho một cái số nguyên dương n, hãy kiểm tra hãy tìm số n bé nhất mà lớn hơn cái số này. Vậy thì ta sẽ thử cái n bé nhất vẫn à quên. Chỗ này ta phải thử như thế nào nhỉ? Đúng rồi. Cái n bé nhất mà ta thử đó chính là cái thằng n kế tiếp. Tới đây ta sẽ thực hiện. Chừng nào thằng nguyên tố của n mà đang bằng phô thì thực hiện tăng n lên. Làm theo cách này thì ta nhận thấy rằng hàm nguyên tố kiểm tra một số nguyên dương n là sẽ mất căn bậc 2 của số cần kiểm tra. Do đó số này chỉ không vượt quá 10 mũ 12 nhé. Ta nhớ cái chỗ đấy. Sau vòng lặp quay này thì ta nhận thấy vòng lặp quay này nó chỉ dừng khi n là số nguyên tố. Và khi điều đó chứng tỏ rằng số này là số bên phải của n và là số đầu tiên là số nguyên tố, vậy thì đó chính là kết quả của bài, nó lưu trong bên n. Rồi bài 51 tại thời điểm có bài 50 có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6. Bài 50 xong rồi, bài 51 tới thời điểm này mới chỉ có 2 bạn. Các bạn cài đặt nhanh bài số 51. Xem cốt của mọi người nào.
Bài này làm cũng được. Nhưng mỗi cái này. Nhưng cái này vẫn đúng. Cái này chỉ chắn. Với bài của nó bằng một có khác. Ông Thiên ông bảo tạch vài năm mốt thì xin mời chia sẻ bài làm của mình Thiên. Đó đúng rồi nhỉ. Sao mình không nhìn thấy gì nhỉ? Trần Gia Bảo bảo chữ tri đơn không nó nhìn hơi ngứa mắt, đó là nó phải căn sang bên tay trái. Ok. Chứ thầy thấy bài như thế này được rồi mà thì mà Nguyên. Thì em bỏ cái song song đi là được. Vừa rồi em nhập đề bằng bao nhiêu nhỉ? Nào Minh không được ăn mảnh. Anh Minh bình tĩnh để Nguyên chạy xong cái đấy. À thôi, anh nhỏ nhất lớn rồi đúng không? Xem bằng anh của mọi người. Rồi, Gia Bảo đã lên trên. Trung, Nguyên, Băng nhà mình đang lặn lội ở dưới bờ ao. Rồi, bây giờ là ta sẽ nghỉ giải lao 5 phút nhé. Và cho thầy tạo phòng sau thầy cho mình vào đua tốc độ cho đỡ buồn ngủ. Đây một tí thầy tạo phong.
Nào, cả nhà 500 anh em chuẩn bị tinh thần nhé. Đấy, thầy đã gửi vào, mọi người vào phòng đi. Mọi người vào nhớ đặt tên nhé. Tôi thấy could be you guys. Rồi đã thấy chung có tên luôn này. Có một bạn màu hồng, một bạn màu xanh và một bạn màu vàng. Màu vàng của chung, màu hồng khả năng là của băng à? Nào mọi người vào nhanh nhé. Bây giờ ta thầy vừa gửi cái typing lên cơ. Ta có 5 phút giải trí và nghỉ giải lao. Ô, sao mọi người gõ được nào mà đã nhanh thế? Ôi giời ơi. Quên mất cái này nó tự động chạy à? Cái này khó gõ. Trời ơi. Ôi thầy 19 từ trên phút. Chung 35. Màu xanh của ai thế nhỉ? Thế cũng 18. Rồi mọi người vào ta đua phát thứ hai nhá. Rồi. Mọi người chuẩn bị 5 4 3 2 1 0 bắt đầu. Và từ này khó thì ta vừa. Có qua mình vẫn hết cái đúng này. Căng thẳng quá.
Giải thê. Mãi chưa về đích. Rồi, do sao sợ 24 trên phút, chung 43 từ. Disco là của bạn nào đấy nhỉ? 28 từ. Guys. Rồi, ta bây giờ nghỉ đây thôi nhá. Bây giờ ta tiếp tục nhá. Vừa rồi ta giải trí một chút. Sau khi giải trí xong, thầy mới phát hiện ra sau khi giải trí xong, thầy điểm thấp quá, buồn quá. Hôm nay thầy gọi chậm đấy nhỉ? Anh Minh bảo chia sẻ. Rồi anh Minh chia sẻ bài 51 của em nào. À, em thiếu chữ CN nhập dữ liệu. CN sau thằng Free Open nhé. Kéo khai báo N bên trên, bỏ chữ INTN bằng N cộng 1 đi. Khai báo N là biến tổng quát của chương trình. Bỏ chỗ INTN bằng N cộng 1 đi. Chỉ ghi N bằng N cộng 1 đi. Cái dòng đấy để nguyên, xóa mỗi chữ INT ban đầu đi, bởi vì biến N mình đã khai báo rồi. Ok nhé. Chính xác. Tại sao mấy đứa nó có thể gõ được lên từ 43 nhỉ? Quá. Rồi bây giờ thầy tôi nhanh một số bài sau. Bây giờ ta sang bài 52 nhé. Cho bài số 52, hãy tính tập các chữ số của N. Vậy thì ý tưởng của ta là lần lượt cắt các chữ số của N và tính tập. Đấy. Đấy. Vậy kết câu lệnh này, tức là sau khi nhập N xong thì ta nhận thấy như sau. Ta khởi tạo một cái biến s. Bằng không. Nhiệm vụ của biến s này đó là nó lưu tổng các chữ số của n. Vậy thì ta có chừng nào? Mà thằng n đang còn lớn hơn không? Thì là ta có giá trị n phần trăm 10 là chữ số ở hàng đơn vị. Giá trị này sẽ được cộng vào trong tổng S, do đó S sẽ bằng là S cộng với n chữ 10. Sau khi cộng chữ số hàng đơn vị vào trong tổng S rồi,
thì ta thấy phần còn lại của nó là một số nguyên đã được cắt chữ số ở hàng đơn vị. Vậy đấy. Thực hiện xong công việc này, ta thu được S là kết quả của bài toán. Thì ta thực hiện là đưa S đây. Rồi, xin mời các bạn đọc bài. Rồi, xin mời anh Minh chia sẻ bài làm của mình. Rồi, lăn lên trên rồi. À, cho này đúng rồi, xuống dưới này. Không thấy vấn đề gì, thầy thấy nó đúng hoàn toàn nhỉ? Có ai thấy phát hiện ra chỗ nào? Thầy nhìn thầy thấy nó có sai tí nào đâu? Bài của anh Minh thấy thế như thế là ổn rồi mà, em thử chạy thử xem sao. Anh Minh bảo em ăn ở tốt. Rồi. Thế thế bài này làm của em tốt lắm. Bảo không biết tại sao nó lại bị lỗi. Nhưng có vẻ 52 là Nguyên chưa làm. Nhưng mà 52 nó vậy chưa làm. Đây về tầm luôn. Bảng danh này, bảng danh luôn đúng mà. Cái này ra màu NV. Chú Lâm nộp lại bài bài 51 em nhé. Các bạn là kế tiếp sau khi thực hiện xong nhiệm vụ của mình, làm tiếp bài 254 ở tầng 33. Bảng danh quá ổn anh mình nhé.
Nào, ta xem bài 51 nè. Bài 50 xong rồi. Chung bài kia xong rồi lại bài 51 lại bay màu hai lần đấy. Để chỗ lại này. Nó hiện lên 99 là trừ đi mê, không phải một điểm. Donate cho thầy, bởi vì nộp lần thứ hai trở đi. Đây xem bài của Lâm. Bài của Lâm chưa thiếu CN nhé. Đấy, đây là bài 51 của Lâm nhé, em phải sửa lại như trên. Nguyên câu hỏi bài 52. Nửa đêm thấy chị Băng âm thầm spam để lên tốt. Hiện nay bài 50 các bạn đã đầu đủ, bài 51 thì mới có 5 bạn, bài 52 mới có 3 bạn. Và các bạn lưu ý là cái server thầy sẽ bật gần như 24 trên 7, trừ trường hợp thằng con thầy nó phá quán nó tắt mất. Rồi ta sang bài kế tiếp luôn nhé. Bài cắt số. Để cho các em có thời gian để làm. Kế tiếp bài cắt số này là một trong những bài cực hay. Đề bài cho một số nguyên dương n, chắc n là 10 mũi 9 thôi.
Người ta thực hiện lần lượt các chữ số từ phải sang trái của n để thu được số mới. Biết rằng ít nhất phải cắt ít nhất một lần. Ví dụ như n bằng 3122 thì đầu tiên thầy cắt số 2 thì thu được là 312. Cắt số 2 thì tiếp nữa ta lại thu được là 311. Cắt số 1 tiếp ta được thu được số 3. Vậy thì với mỗi số nguyên dương n ta sẽ thực hiện nếu n là số nguyên tố thì cập nhật cái bit z Huy có hỏi bài 53 đâu. Ông Tuấn Anh gọi gì thầy đấy? Rồi anh xem bài 51 ạ. Ok. Để thầy đi. Đây đây. Trước đó bài 53 này. Vậy thì ở cái bài 53 tôi cần phải thực hiện. Tôi bảo anh Minh bình tĩnh. Khi ta cắt lần lượt các chữ số từ phải sang trái, ta sẽ thu được một số nguyên mới bé hơn số ban đầu. Vậy thì trong cái quá trình cắt như thế, thì cái số đầu tiên tìm được mà nó là số nguyên tố. Thì ta sẽ dừng lại và đưa ra kết quả. Ở đây ta có sẽ xử lý trường hợp nó trả về giá trị năng, đồng nghĩa với việc là ta sẽ sử dụng kỹ thuật cầm cờ. Trước vòng lặp ta khởi tạo P bằng 0, sau vòng lặp ta cập nhật giá trị của P sẽ trả về giá trị năng của là 1. Vậy sau khi thực hiện xong, nếu P vẫn bằng 0 thì ta thông báo ra giá trị là năng, tức là vô nghĩa. Đây là thầy không bật cam à? Trời ơi. Đứa nào sao không đứa nào bảo? Hóa ra cam của thầy chưa bật à? Trời ơi, thế mà nãy giờ thầy chém view 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 gió như thế này mà lại không thấy xuất hiện. Thầy buồn thầy quá. Thế mà nãy giờ thầy chém view 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 thế mà không thấy, thầy buồn thầy quá. Thế mà thầy cứ tưởng là nãy giờ thầy bật cam. Rồi ta tiếp tục nhé. Vậy thì với cái tư tưởng như trên thì ta thử nhảy luôn sang đây. Đấy. Ta cần một cái hàm để kiểm tra một số có phải là số nguyên tố hay không. Bây giờ với mỗi số nguyên dương n, thì ta thực hiện lần lượt cắt các chữ số cười thì mà ok ông anh Minh nhé. Cẩn thận lại hỏng chuột hỏng bàn phím lại đổi tại thầy hành. Sau khi nhập số nguyên dương n xong thì ta nhận thấy là ta lần lượt cắt các chữ số ở hàng đơn vị. Vậy thì để ta sửa lại, đây là bài 53.
thì ta có chừng nào? Ở đây thì ta nhận thấy phải cắt ít nhất một chữ số, nên ở đây ta có n bằng n chia cho 10. Vậy thì chừng nào n của mình không phải là số nguyên tố thì n ở trong vòng lặp tới là n đã cắt chữ số ở hàng đơn vị. Và cái quá trình này nó sẽ dừng lại. Mình đưa lại chat lông ca lông cơm gì ấy, thầy đang không hiểu. Vòng lặp này nó dừng lại khi mà chỉ khi một là n nhỏ hoặc bằng một thì nó sẽ return false. Khả năng thứ hai đó là khi n là số nguyên tố thì cái thằng này nó sẽ bằng true và ta thu được n là kết quả cuối cùng. Đấy. Huy có hỏi bài test 53 ở đâu? Chờ lại một giây. Rồi, bảng danh rất ấn tượng. Có Gia Bảo đang vượt lên dẫn đầu. Nàng băng của mình vẫn đang chìm trong băng giá. Anh Minh bay 4 lần. Chả trách cứ thấy ra vào ra vào. Cứ mạnh dạn đi, kiểu gì em cũng sẽ lên top trên. Rồi, bây giờ ta sẽ làm luôn bài kế tiếp nhé. Sau đó cái thời gian còn lại thời gian ở nhà các bạn sẽ hoàn thiện. Lưu ý rằng cái server của thầy luôn bật để sẽ giúp cho các em đủ bài. Rồi các bạn tập trung bài 9 nhé. Ta còn bài 9, bài 10. Thứ nhất là bài số 9. Đề bài người ta cho một cái số nguyên dương n. Hãy tìm ước nguyên tố lớn nhất của n. Vậy thì với mỗi giả sử y là ước của n, thì ước nguyên tố của nó đồng nghĩa với việc là n chế cho y và y phải là
số nguyên tố. Vậy thì cái chỗ này thì theo ý tưởng của thầy, thầy sẽ làm như này. Mà có, các bạn có thể nghĩ là người ta gọi là sắp tắt một đi. Ta sẽ thực hiện cái cách thứ nhất là ta có thể duyệt y chạy từ một cho tới căn của n. Nếu n nếu n chia cho y và y là số nguyên tố thì trên đây là sắp tăng một của bài 54. Các bạn có thể cài đặt theo cách thứ nhất. Như vậy với cái cách đầu tiên thì ta nhận thấy rằng độ phức tạp của thuật toán là cứ với mỗi số, cái này căn n nhân căn n. Rồi đó sắp tăng một. Ở sắp tắc 2 như thế này, trong một số nguyên dương n, hãy tìm ước nguyên tố lớn nhất của n. Thầy lấy ví dụ n của thầy bằng 35 chẳng hạn. Vậy thì số 35 này khi mà ta thực hiện phân tích nó thành tích các thừa số nguyên tố thì số 35 nó là tích của hai số nguyên tố, đó là số 5 và số 7. Đấy. Và ta nhận thấy rằng là ước nguyên tố lớn nhất của nó, đó chính là cái số ở phải nói như này khi ta phân tích một số thành tích các thừa số nguyên tố thì kết quả của bài toán đó chính là thừa số cuối cùng. Đấy. Vậy thì theo ý tưởng của cách hai thì ta nhận thấy ta sẽ phân tích
Đấy. Anh Minh đã sống rồi. Ta xem cái bản đồ bài của các bạn. Đã có bạn lục xong bài 54 và bài 52 các bạn làm rất tốt. Bài 53 có bạn bảo là sao em không nhìn thấy test và nó không hiện lên bảng. Thì ở bài 53 này thầy phải tạo lại test, sau đó thầy sẽ gửi lên trên để các em chấm và lục lại nhé. Rồi ta sang tiếp tục ở cái bài số Deprive. Nguyên hỏi cho em xem bài 52 mới. Đấy, đây là sắp tác 2. Cái bài số 10 là nó nằm trong một cái đề có chất vận dụng và vận dụng cao khá hay ở mức độ khoảng tầm câu 3 đề thi học sinh cấp tỉnh. Đề bài cho rằng cho số nguyên dương n n và m, hãy tìm ước chung nguyên tố lớn nhất của m và n. Nếu m và lớn n thì ngược lại trong vòng lặp qua này thì m là bằng nhau, thì khi đó ta đưa trong giường, trong trong giường vậy thì ở cái bài toán tìm ước chung lớn nhất, ước chung lớn nhất của hai số nguyên dương m và n đó chính là một cái số mà cả hai số cùng chia hết và phải là lớn nhất. Vậy thì cái một trong những cái thuật toán để tìm ước chung lớn nhất của hai số m và n thì ta nhận thấy như sau: chừng nào m đáp ứng được các n thì thực hiện m bằng m trừ n, ngược lại n bằng n trừ m. Sau khi thực hiện xong công việc trên, cái ta thu được đó chính là ước chung lớn nhất của nó đang nằm ở trong biến m hoặc n, tức là mình xem biến m ra. Làm theo như trên thì ta có độ phức tạp của toán khá cao.
Thì độ phức tạp của nó sẽ là ổn nào. Rồi ta có sắp tắt 2. Thì ở sắp tắt 2, để tìm được ước chung lớn nhất của hai số U và V là số nguyên dương, thì ta sẽ tổ chức cái hàm chỗ này. Đây ta có hàm Euclid. Chung đừng có buồn. Ở sắp tắt 2 thì ta có giải thuật Euclid. Giải thuật Euclid là một trong những giải thuật số học cơ bản và hay đối với các bạn học lập trình để thi cấp tỉnh. Đấy. Ngoài ra thì cái giải thuật Euclid này nó cũng có vai trò quan trọng trong cái những bài toán số học ở mức độ cao. Đấy. Ở mức độ cao hơn nữa, đó chính là sử dụng giải thuật Euclid để tìm được ước chung lớn nhất của hai số nguyên dương U và V và sử dụng ước chung lớn nhất này vào một việc khác. Vậy thì để tổ chức hàm Euclid thì ta sẽ khai báo là ước chung lớn nhất của hai số nguyên dương U và V. Đấy. Ở trong giải thuật này thì người ta sẽ có một số việc như sau. Ta có chừng nào từ thế cái thằng sin cộng cộng ấy, thì cái hàm Euclid nó có sẵn rồi. Thôi, ta cứ cố ra đây. Chừng nào V đang còn lớn hơn không? Thì khi đó ta gọi số nguyên dương R là số dư của cái toán U chia dư. Đấy. R bằng U chia V, U bằng V và V bằng R. Rồi Nguyên chờ thêm một giây. Anh Minh mệt gì? Cái hàm Euclid này là ta đã thực hiện là đây, chừng nào V đang còn lớn hơn không thực hiện R bằng U chia V, U bằng V và V bằng R. Thực hiện xong thằng này thì ước chung lớn nhất của nó đang nằm ở bên bên U. Vậy thì ta ghi tên U. Đấy, giải thuật Euclid. Ở cái bài này thì ta quên chỗ này thì hơi hơi nhiều một tí. Người ta bảo tìm ước chung nguyên tố lớn nhất của M và N. Đúng rồi, ta dừng rồi. Đây. Ở chỗ này thầy đang nói chứ một tí này
khi mà ta mấy đứa cười thì cười, sức khỏe của thầy đang khỏe hơn voi, yên tâm. Tức là như này, để đi tìm được ước chung nguyên tố lớn nhất của M và N thì thầy sẽ sử dụng giải thuật Euclid để tìm ra được ước chung lớn nhất của M và N. Khi đó thầy sẽ thu được số nguyên dương, giả sử ở chương trình chính thì thầy thu P là bằng ước chung lớn nhất của số nguyên dương M và N theo cái giải thuật Euclid như bên trên. Thì khi đó P của mình, giả sử ước chung lớn nhất của số 36 với số 8 chẳng hạn, thì ta nhận thấy là số 36 chia hết cho 2 còn là bằng 18, 18 chia cho 2 là còn 9. Như vậy là 36 nó sẽ bằng 9 nhân 4, 12 sẽ bằng 3 nhân 4. Vậy thì ước chung lớn nhất của nó sẽ là cái số mà cả hai số này cùng chia hết, đó chính là số 4. Hoàng Anh Vị, anh Vị sao lại fail lạc đường? Tức là như này, sau khi phân tích thu được P là ước chung lớn nhất rồi thì ta sẽ thực hiện là phân tích P thành tích các thừa số nguyên tố. Ví dụ như khi tìm được ước chung lớn nhất của nó là bằng 6 thì khi đó mình lại phân tích số 6 này sẽ bằng là 2 nhân 3. Thì khi đó cái thừa số nguyên tố cuối cùng sẽ là kết quả của bài toán. Bây giờ thầy lấy lại ngay cái test đề bài nhé, số 10 và số 25. Đấy. Thì khi đó số P sẽ là bằng ước chung lớn nhất của số 10 và số 25. Và khi đó ước chung lớn nhất của số 10 và số 25, số 10 chia cho 5, số 25 chia cho 5 và nó sẽ bằng 5. À, quên, ở đây thầy lấy số khác đi. Số 20 và số 50 đi. Đấy. Thì ta nhận thấy rằng là 20 thì chia hết cho 20 và 50 à? 20 và 50 ước chung của nó sẽ là bằng 1, 2, 3, 4, 5. 20 chia cho 5 bằng 4, 50 chia cho 5 bằng 10. Như vậy cái này nó sẽ là ước chung lớn nhất của nó sẽ là bằng 10. Đấy. Sau đó ta sẽ thực hiện là phân tích cái số 10 sẽ là bằng 2 nhân 5. Và khi đó kết quả của bài toán là số 5. Đây. Đây số 5 đó là thằng này. Thì nó sẽ là thừa số nguyên tố cuối cùng. À, Trung xin test bài nào đấy? Anh Minh làm gì mà bất lực? À. Đấy. Vậy thì ở cái bài toán này nó hay ở một chỗ theo cái cách thứ hai ấy, là để tìm ước chung nguyên tố lớn nhất của hai số nguyên dương U và V thì bước 1 ta sẽ đi tìm ước chung lớn nhất của nó. Khi với một ước chung lớn nhất đấy mình lại phân tích ước chung lớn nhất đó thành tích các thừa số nguyên tố thì cái thừa số nguyên tố cuối cùng sẽ là cái ước chung nguyên tố lớn nhất của bài toán. Đấy. Đấy, cái thừa số nguyên tố cuối cùng của mình mới là kết quả của bài toán. Vậy thì trên đây là cái cách để làm cái bài số bài này. Nào cái ông Thiên này
Rồi, như vậy thì tới thời điểm này thầy trò mình đã giải quyết được cái bài toán này. Và cái bài với cái bài toán này thì ta có cái câu lệnh chừng nào mà ta sẽ đã vận dụng có thể làm ngoài. Vậy thì độ phức tạp của toán của bài toán này là như thế nào? Khi đi tìm ước chung lớn nhất của hai số nguyên dương U và V thì độ phức tạp của thuật toán người ta tính là ô log log của cái giá trị lớn nhất của hai số đó. Ngoài ra nếu mà làm theo cách một thì độ phức tạp thuật toán của nó là ON, là chi phí hơi lớn. Với khi đi tìm ước chung lớn nhất của hai số nguyên dương U và V thì độ phức tạp của nó ta nhận ra thì ước chung lớn nhất ta thu được là max của thằng UV. À không, nó phải là min của thằng UV, bé lớn nhất của nó sẽ là min của UV. Và khi đó ta lại mang cái số này đi phân tích nó thành tích các thừa số nguyên tố thì nó sẽ là bằng căn bậc 2 của cái giá trị ta mang đi phân tích. Vậy thì độ phức tạp của thuật toán này nói chung nó sẽ là bằng căn bậc 2 của n. Như thế căn min của thằng BN đấy. Vậy thì so với cái sắp tác 1 thì sắp tác 1 độ phức tạp của nó là ON, thì ở sắp tác 2 nó là min của BN. Nào mấy đứa spam gì đấy. Vậy thì qua cái bài tập này thì các bạn đã dần dần làm quen được với một cái khái niệm là giải thuật Euclid để đi tìm ước chung lớn nhất của hai số. Sau khi tìm được ước chung lớn nhất của hai số rồi, ta lại thực hiện cái công việc đó là phân tích nó thành tích các thừa số nguyên tố, và thừa số nguyên tố cuối cùng sẽ là kết quả của bài toán. Và như vậy thì ở trong cái buổi học ngày hôm nay, cái thứ mà thầy trò ta thu được đó chính là, đấy, thầy gửi lại cái file này. Vậy thì nhiệm vụ của các bạn ở trong phần bài tập về nhà, thầy trò mình sẽ phải thực hiện một nhiệm vụ rất quan trọng, đó chính là làm tất cả các bài này và nộp lên trên server. Hiện nay thì theo trên bảng ranh nếu lại spam gì ấy, thầy đang đọc tin nhắn thì Gia Bảo có hỏi là so sánh số nào lớn nhất xong lấy ra. Thực tế thì cái ước chung lớn nhất của nó phải là bằng min, lớn nhất của nó sẽ là bằng số nhỏ nhất trong hai số đó. Ví dụ như thầy cho số m bằng 10, n bằng 20 thì ước chung lớn nhất của nó sẽ là bằng 10, và trong khi số 10 vừa đó phân tích thành tích các thừa số nguyên tố thì nó là sẽ bằng 2 nhân 5, và kết quả nó là 5, là ước chung nguyên tố lớn nhất. Và trên thực tế ta nhận thấy số 10 chia cho 5 và số 20 cũng chia cho 5. Đấy. Ok chưa? Rồi ở trong nhóm Zalo thầy đã gửi tới các bạn ý tưởng làm bài của các bạn này. Và tới thời điểm này thì Trung đã leo lên trên top 1 rồi, và Băng vẫn đang cố gắng bị bóp ở top 14. Như vậy Trung tối nay cũng có thể cười há 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 kèm theo Gia Bảo nhé. Chẳng mấy khi cười được là mình đã lên top đầu. Huy vẫn duy trì ở top 3, Thiên lên top 4, Lâm top 5 và Nguyên top 6, Anh Minh top 7. Ôi, rất tốt, anh là top 9 đấy. Vậy thì với cái bảng ranh vừa mới reset rồi thì mọi người hãy quên chị Băng đi nhé. Chị Băng không thể nổi lên được đâu, mọi người cứ yên tâm. Mọi người cứ yên tâm mà phấn đấu để lên trên. Thầy biết là Băng hơi buồn đời một tí nhưng mà thôi, biết làm sao được. Hôm nay Trung cười có vẻ hơi to đúng không? Ừ, tất nhiên rồi, Gia Bảo. Gia Bảo tiếp tục làm và cày nhé. Thực tế tối nay theo thầy nghĩ thì Trung không khéo lại sợ không ngủ được, lại thức đến sáng thì toi.
Ok, tối nay thầy sẽ gửi bài tập D9 và băng cho mấy đứa kia hít khói nhé. Và khi đó Gia bảo à, đúng rồi, Gia bảo là cười ít thôi. Hôm sau, nào anh Minh cười cái gì? Anh Minh lên top đi nhá. Hiện tại anh Minh đang top 7 rồi đấy. Cố gắng á, vượt qua Gia bảo để đứng dưới Trung đi. Thực tế vượt qua anh Trung cũng được. Thực tế chẳng mấy khi mấy mọi người đứng ở trên băng được, băng có gì đừng buồn á. Sáng mai chưa biết. Thiên Thiên đang top 1 lại rơi xuống top 4, đó là một câu chuyện buồn Thiên nhé. Như Nguyên đang bảo là Nguyên hiện tại là đang là top 6, cố gắng vượt lên trên nhé. Được rồi, ok, bây giờ thầy sẽ gửi cái file D9 ở trong nhóm và các bạn sẽ tích cực làm bài nhé. Thầy băng hy vọng là ngày mai được cười chung một tí nhé. Thiên đừng buồn, có FB mình được xuất hiện. Rồi, thầy chào các em nhé. Bây giờ thầy chào các em. Bây giờ sau đó sau khi các em nhớ tải cái file D8 vừa rồi để làm toàn bộ các file đây này và các em nộp bài trên server. Hôm nay các bạn đã rất tích cực học cho tới thời điểm bây giờ đã là 10 rưỡi rồi. Sau đó thầy sẽ gửi file D9 và hy vọng là các bạn sẽ leo top thật tốt nhé. Làm thế nào làm thì các bạn cứ trên chỉ bằng là được nhé. Gia bảo ra viết đấy, cố cày để lên trên chị Băng há, chị Băng đừng buồn á. Thầy, ông Gia bảo không biết ông trên được bao lâu nhưng mà ông thấy cười há há rất to. Đấy, mọi người cứ lấy chị Băng làm mốc và làm thế nào trên được chị Băng là được. Ok, thầy chào các bạn nhé, chúc các em làm bài tốt. Sau khoảng tầm 5 phút nữa thầy sẽ gửi file D9 và thầy mong các em sẽ tích cực và làm bài một cách sáng tạo nhất có thể. Bạn nào chưa hoàn thiện file D8 hãy cố gắng làm nhé. Bye. Hôm nay thấy bằng nói tiếng Anh goodbye thì thấy ngầu quá, cảm giác như IELTS 0.8. Ừ, rồi thế đấy đây, thầy chào các em. Bye cả nhà. Thầy chào bạn, chào các bạn.